Ông cha ta ngày xưa có câu: nụ cười bằng 10 than thuốc bổ. Thật đúng không sai các bạn ạ. Đây là liều thuốc bổ miễn phí nhưng mà nó lại rất là đắt. Vinh thấy có một số người tinh thần luôn lạc quan, yêu đời, vui vẻ, hài hước, tích cực, luôn cười nói mỗi ngày, khuôn mặt thần thái phát quang. Tự nhiên cơ thể họ lại rất là ít bệnh. Và ngược lại, có một số người tinh thần luôn u sầu, ủ dột, luôn luôn than vãn, luôn luôn lo lắng, lo sợ, tiêu cực, mặt mũi thì sầm đen lại, buồn bã, thiếu vắng nụ cười, thì đồng nghĩa bệnh tật cũng sẽ hỏi thăm họ nhiều lần. Có một số người nhà giàu nhiều tiền nhưng cuộc sống của họ không được thoải mái, không được vui vẻ, bệnh tật thì nhiều, luôn tìm đến quầy thuốc tây hoặc là bệnh viện. Họ luôn ghen tị với người nghèo, tuy rằng không có vật chất và tài chính nhưng mà họ có nụ cười, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn thoải mái, và đó chính là thứ mà người giàu đang cần. Dù cho cuộc sống có áp lực như thế nào đi chăng nữa, dù cho khó khăn như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng hãy tập thói quen đừng suy nghĩ tiêu cực buồn bã, mà hãy tích cực lên, hãy cười mỉm chi mỗi ngày. Đó là liều thuốc tốt, liều thuốc bổ, liều thuốc quý để giúp bạn có được một sức khỏe ngoài hàng đấy. Hãy trân trọng những thứ miễn phí mà mình đang có, nếu không nó rất đắt các bạn nha. Và thói quen cười nói mỗi ngày cũng là thói quen tốt, nằm trong 25 thói quen, 25 ngày thấu hiểu cơ thể của Vinh. Các bạn hãy cùng Vinh cười mỗi ngày để cho cuộc sống của mình được vui vẻ và hạnh phúc các bạn nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết nhé.